Tại sao phải gỡ bỏ mái nhà lợp bằng tôn? Các bạn sống ở nông thôn hoặc công trường có lẽ sẽ biết, dùng mái tôn để lợp mái, không những đẹp mà giá thành lại rẻ, lợp mái tôn đơn giản lại nhanh chóng, cho nên đa số ở nông thôn đều dùng chất liệu này để lợp mái. Nhưng những năm gần đây ở một số nơi không còn ưa chuộng mái tôn nữa. Nguyên nhân là vì sao vậy? Chúng ta đều biết rằng mái tôn đều có màu. Nó được ép như những tầng sóng để tạo thành hình dạng. Bởi vì tiện lợi lại đơn giản, cho nên nó trở thành vật liệu nhanh nhất khi lợp mái, giống như bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Mái được lợp bằng mái tôn, so với các vật liệu xây dựng thông thường như gạch ngói, thời gian lớp mái tôn có thể rút ngắn 40%, chi phí có thể giảm 70%. Hơn nữa, việc lợp mái đơn giản, vận chuyển nhanh và chi phí thấp, lợi ích kinh tế vượt xa gạch ngói thông thường. Vì vậy nó đã chiếm được sự ưu ái của nhiều người xây dựng. Nhưng hiện nay thì mái tôn tốt như vậy lại không được sử dụng. Bạn biết rằng màu sắc của mái tôn có màu sáng, có thể chống nước chống lửa. Tuổi thọ của lớp mạ kẽm chống ăn mòn trên bề mặt có thể đạt từ 10 đến 15 năm. Bên trong được phủ thêm một lớp polystyrene để tạo thành mái tôn hai màu, còn có thể giữ ấm vào mùa đông, cách nhiệt vào mùa hè, đồng thời có tác dụng chống nhiệt và chống ồn. Nhưng mái tôn tốt như vậy, hiện nay không những không thể lợp mái mà giá thành còn giảm mạnh, ngược lại còn đang đối mặt với tình trạng gỡ bỏ. Lý do là vì đặc điểm của nó. Mái tôn có trọng lượng nhẹ khoảng 10 đến 14 kg. Chỉ bằng 1/30 ngói thông thường. Với đặc điểm mỏng và nhẹ nên mái tôn thích hợp để lợp nhà thấp, hoặc được sử dụng ở nhà kho hay hàng rào của ngôi nhà, không giống như bê tông cốt thép, được sử dụng để xây dựng các tòa nhà cao tầng và biệt thự. Hơn nữa, một khi không làm đúng theo tiêu chuẩn, mái tôn cũng dễ bị bung ra. Ngoài ra, cạnh của mái tôn sắc bén giống như lưỡi dao vậy, một khi gặp gió bão, nó rất dễ bị bật bay ra. Khi đó nếu như có người đi bộ hoặc xe cộ ở xung quanh, rất dễ gặp nguy hiểm. Dù mái tôn có hai lớp có tác dụng chống ồn giữ nhiệt, nhưng lại có một điểm trừ, đó chính là lớp bên trong mái cực kỳ dễ cháy. Nếu như sử dụng không đúng, sẽ gây ra cháy. Và một khi bị cháy, lửa rất khó dập, bởi vì nó lan nhanh. Vòi xịt, xe cứu hỏa và các thiết bị khác khó khống chế được hỏa hoạn này, và quá trình cháy sẽ ra rất nhiều khí độc hại. Những khí này vô cùng hại đối với con người, sau khi hít phải có thể bị ngất. Cho nên một khi hỏa hoạn thì sẽ gây thiệt hại lớn về của cải và tinh thần. Theo thống kê, sự cố về điện của Trung Quốc hàng năm 80% liên quan đến vật lạ tiếp xúc với đường dây điện. Mái tôn chiếm khoảng 30% trong số đó. Vì vậy, để đảm bảo an toàn các tuyến đường dây điện, Trung Quốc quy định những ngôi nhà lớp mái tô gần đường dây điện phải được gỡ bỏ. Ngoài ra, nó phải được lắp đặt chắc chắn, để đảm bảo nó sẽ không bị bay ra, gây nguy hiểm cho người dân. Đó chính là lý do tại sao Trung Quốc lại thực hiện gỡ bỏ mái tôn. Trên thực tế, mái tôn đang phải đối mặt với tình xấu. Với chất lượng cao, giá thành rẻ, việc lắp đặt đơn giản, vì lắp đặt không yêu cầu cao, cho nên có khi chỉ cần một người cũng có thể làm được. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn và nội thành, vì để tiết kiệm tiền hoặc không nhận thức được sự nguy hiểm, rất nhiều thợ đều là do tự học, không có thông qua trường lớp học việc nào. Hậu quả của việc làm như vậy chính là khi lắp đặt không đạt chuẩn, khi đó vô tình gieo nguy hiểm. Có những người còn lợi dụng việc gỡ bỏ mái tôn để mở rộng mái nhà và sân thượng, từ đó làm tăng tiền đền bù. Hơn nữa, việc lớp mái tôn có chi phí thấp, người dân tận dụng mọi thứ, sử dụng mái tôn để xây dựng nhiều các tòa nhà trong thành phố, khiến mái tôn trở thành mối nguy hiểm. Nếu như không tăng cường quản lý thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố, một khi phải thiên tai gió bão sẽ lập tức trở thành mối nguy hiểm. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Dựa trên những điều trên, khiến Trung Quốc lập tức gỡ bỏ mái tôn ở các tòa nhà. Trên thực tế, sự ra đời của mái tôn không thể tránh khỏi ưu và nhược điểm. Điều quan trọng là sử dụng ở đúng chỗ, như trichlorua, nhà hóa học người Đức. Mục đích ban đầu sử dụng để làm phân bón, cải thiện chất lượng đất. Đổi mới toàn cầu trong thế kỷ 19 nên đã cho ra đời trichlorua để khôi phục năng suất cây trồng toàn cầu về mức trung bình, cứu hàng chục nghìn người khỏi nạn đói. Thật đáng tiếc là có một số người vì lợi ích riêng đã trộn trichlorua với các sản phẩm như trộn sữa Sanlu, kết quả là rất nhiều đứa trẻ sau khi uống đã bị tổn hại nặng nề. Vô cùng thương tâm, một phát minh dùng để cứu người, cuối cùng lại trở thành thuốc độc. Thật khiến người ta phải thở dài. Đến nay kết cục này lại chuyển đến mái tôn, vốn là một loại vật liệu tốt, nhưng vì sự ích kỷ của một số người đã trở thành đồ bỏ đi. Đối mặt với sự nguy hiểm này thì mái tôn, bạn nghĩ rằng có nên lợp mái tôn nữa hay không? Vui lòng để lại bình luận tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé.
đơn giản là không thể tin được. Một miếng gỗ bị nứt không ai dùng, nó lại được biến thành một đồ vật quý hiếm. Quá trình xử lý rất là ly kỳ, xem xong tôi cũng phải kinh ngạc. Đầu tiên người chú vẽ những đường dọc theo thước kẹp trên gỗ, vẽ ra ký hiệu và số hiệu. Sau đó đưa lên máy cưa và bắt đầu cắt miếng gỗ. Người chú này năm nay cũng 48 tuổi rồi, đã làm nghề mộc ở ngôi làng miền núi nhỏ này được 30 năm. Mặc dù nói rằng tiếng tăm không nhỏ, nhưng tiền không kiếm được là bao. Chú vô cùng kỳ vọng, quyết định biến mảnh gỗ này trở thành báu vật vô song, để cưới vợ đẹp bước sang đỉnh cao của cuộc đời. Sau một hồi kỳ công cũng đã xong. Sau đó sửa nó bằng máy bào, bắt đầu gia công xử lý, vừa làm vừa đổi hướng. Bào phẳng tất cả các mặt của gỗ mịn và bằng phẳng, sau khi lấy ra và đặt nó lên bàn, vẽ hai đường kẻ để làm ký hiệu, dùng dao cắt dọc theo đường. Rồi đặt lên máy cưa, bắt đầu cắt hình cho nó, cắt bỏ tất cả bốn mặt của gỗ. Gia công tạo hình. Tiếp theo từ giữa phần gỗ, vẽ các hình thù, rồi đặt lên máy cưa. Bắt đầu cắt để tạo hình hoa văn, ngay lúc sau khúc gỗ đã biến hình, chỉ nhìn thấy chú lấy ra một thanh sắt, cố định trên bàn và cắt thành nhiều phần bằng máy chà nhám, sửa chữa nó trong một vai, khoan lỗ từ trên xuống, nối các miếng sắt đã qua xử lý lại với nhau, hàn cố định ở lối vào, sau khi loại bỏ nó và cố định nó trên một tấm băng ghế, mài và đánh bóng điểm hàn. Bắt đầu mài mịn đánh bóng, sửa chữa trên máy mài đai. Tháo một cái vít ra, cố định trong một vai, cắt bỏ cả hai bên của đỉnh trước, sau đó sửa chữa và cắt bỏ hình nón nhọn. Lấy nó ra và đặt nó vào máy mài đai, cắt bỏ tất cả các cạnh và góc. Sau đó sơn các bộ phận đã hàn bằng sơn tối màu, rồi đánh bóng gỗ. Tay nghề của người thợ rất điêu luyện, chú ấy làm nghề mấy chục năm, bây giờ vẫn là người độc thân. Nếu điện thoại của bạn vẫn còn pin, phiền bạn hãy like và theo dõi nhé. Vô cùng cảm ơn. Khoan một lỗ tròn qua đầu gỗ, rồi phủ sơn gỗ tối màu lên bề mặt gỗ, dùng búa lắp phụ kiện vào hai mặt, sau khi cố định thì nó đã thành hình dạng. Sau đó xoay và lắp vít hình nón đã qua xử lý. Phần trên cùng của nguyên mẫu thân chính, đặt xiên vào máy mài đai để mài bớt vòng cung, xử lý kỹ một hồi. Đặt nó lên bàn và dùng súng phun để đốt cháy các đầu, cho đến khi nó thành màu đen. Rồi lấy một miếng gỗ để làm tay cầm, dùng cưa tay cắt đứt ở giữa, đặt nó trên máy mài đai, lấy ra một miếng da, bôi keo vào các cạnh, bôi keo vào cuối tay cầm, rồi dùng dao khắc tỉ mỉ gia công, thoa đều một lớp dầu óc chó tự nhiên lên chỗ tay cầm. Như vậy nó không chỉ bóng, mà sử dụng bền hơn. Lấy ra hai miếng da, bọc ở cuối tay cầm, rồi luồn sợi ni lông để nối nó lại với nhau. Người nghệ nhân thật không dễ dàng gì, vì để làm ra được sản phẩm tinh tế, thợ sửa ống nước, thợ hàn, ngay cả việc may vá cũng phải thành thạo. Bắt đầu lắp tay cầm sau khi đường khâu hoàn tất. Sau khi lắp tay cầm, rồi dùng búa gõ liên tục, cố định nó, rồi chèn một bu lông côn khác ở trên cùng. Sau khi lắp ráp cố định xong, việc lớn đã được hoàn thành. Bạn thấy thế nào? Có phải rất kinh ngạc không? Nó có làm bạn ngạc nhiên không? Tạo hình thật ngầu, uy lực mạnh mẽ. Bạn cảm thấy tay nghề của chú thế nào? Nếu như cho bạn ra giá chiếc búa chiến này, bạn thấy nó đáng bao nhiêu tiền? Bạn có đoán được vũ khí này là của chiến binh nào không? Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé.